Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giải thích tới câu hỏi thắc mắc của các bạn, đó chính là nên uống dòng sản phẩm nước hồng sâm Pocheon vào thời điểm nào là thích hợp nhất. Thưa các bạn, sản phẩm nước hồng sâm Pocheon là một trong những dòng sản phẩm được chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi. Bên cạnh đó thì nó còn được kết hợp với một vài dược liệu quý hiếm khác như là nấm linh chi, quế, bạch chỉ và cam thảo. Chính vì vậy, dòng sản phẩm nước hồng sâm Pocheon đang dần trở thành một trong những dòng sản phẩm nước uống được nhiều người ưa chuộng, bởi không chỉ vì là hương vị thơm ngon của nó, mà dòng sản phẩm nước hồng sâm này nó còn được thiết kế với dạng nhỏ gọn. Thế nên là nếu như mà chúng ta có đi đâu, đi công tác xa hay là chúng ta đi chơi xa, có thể mang theo dòng sản phẩm này bên người. Và quan trọng nữa là tác dụng của sản phẩm này thì vô cùng là nhanh chóng cũng như là an toàn. Đối với những người mà có thể trạng yếu kém hay là chúng ta bị sự ảnh hưởng của các căn bệnh khác khiến cho chúng ta luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống, thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm nước hồng sâm Pocheon này, nó sẽ cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta, đồng thời là hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, khiến cho cơ thể của chúng ta cảm thấy là khỏe mạnh hơn, tươi tắn hơn sau một thời gian dài sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế thì vẫn còn khá nhiều khách hàng thắc mắc và đặt câu hỏi với Kiều Anh rằng là với một sản phẩm tốt như thế này thì nên uống vào thời điểm nào để có thể hấp thu được hết những công dụng mà nó mang lại. Và Kiều Anh xin được trả lời rằng với dòng sản phẩm nước hồng sâm Pocheon này thì thời điểm tốt nhất đó chính là chúng ta nên uống vào buổi sáng và buổi trưa, và chúng ta nên uống vào trong thời điểm bụng rỗng. Và một ngày chúng ta có thể uống từ 1 cho đến 2 lần, và mỗi lần chúng ta có thể uống một gói như thế này. Và với dòng sản phẩm nước hồng sâm Pocheon thì khi mà chúng ta sử dụng thì đối với người lớn thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh rằng nên uống hết một gói như thế này. Và đối với trẻ nhỏ thì chúng ta nên uống 1/2 cho đến 1/3 gói. Và trẻ nhỏ dưới 15 tuổi thì không nên sử dụng sản phẩm này. Và với dòng sản phẩm này thì các bạn nên hạn chế uống vào buổi tối, bởi vì với các sản phẩm được chiết xuất từ sâm, khi chúng ta sử dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ thì rất dễ là gây cho chúng ta là bị mất ngủ. Và một điều nữa đó chính là với dòng sản phẩm nước hồng sâm Pocheon này thì khi mà sử dụng, các bạn hãy nhớ rằng chúng ta nên kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao. Chỉ sau một thời gian dài chúng ta sẽ thấy là thể trạng của chúng ta được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó thì sản phẩm nước hồng sâm Pocheon còn được biết đến với những công dụng chẳng hạn như là giảm áp lực, giảm căng thẳng stress, khiến cho hệ thần kinh của chúng ta được thoải mái hơn. Đồng thời là đối với những người mà thường xuyên lao động trí óc, luôn căng thẳng mệt mỏi hay là chúng ta phải học tập nhiều, thì khi sử dụng sản phẩm nước hồng sâm Pocheon như thế này, nó không chỉ là giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh hơn, mà đồng thời là còn hỗ trợ là tăng cường sức khỏe hệ thần kinh của chúng ta. Và với một dòng sản phẩm tuyệt vời như thế này thì chỉ với 700.000 thôi chúng ta đã có thể sở hữu trong tay dòng sản phẩm tuyệt vời, có thể sử dụng cho mọi người thân trong gia đình rồi. Và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24h là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn miễn phí. Phương thức thứ hai, các bạn có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho sản phẩm nước hồng sâm Pocheon này. Và hy vọng với những thông tin mà hôm nay Kiều Anh đưa ra đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về dòng sản phẩm nước hồng sâm Pocheon đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.